Sáng nay đi thi cho nên buộc lòng phải nhờ con bé make up. Em trang điểm cho chị thật là đẹp. Em thần tượng người nào em trang điểm cho chị giống người đó, nhớ chưa? Thần tượng người nào trang điểm cho chị giống y như người đó. Con bé nó hứa, dạ 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 em hứa. Em thần tượng người nào em trang điểm cho chị giống người đó. Nhắm mắt lại rồi tưởng tượng, nếu như nó thần tượng Hồ Ngọc Hà thì cái mặt của mình sẽ đẹp lắm đây. Nếu như nó thích Lý Khả Kỳ thì cái mặt của mình cũng xinh đáo để. Hoặc là nó thích Ngô Thanh Vân thì cái mặt của mình cũng tươi như hoa. Mở mắt ra trời ơi cái mặt đẹp lạ quá. Hỏi thằng nó trang điểm, em thần tượng ai, em thần tượng ai, em thần tượng ai. Nó trả lời, tôi thần tượng Việt Hương má ơi. Thắng rồi. Tự nhiên làm nhục tôi cười hả hê à? Chúng ta đã vừa được nghe bạn điểm qua một số gương mặt nổi tiếng trong showbiz, những gương mặt người đẹp không, và bạn chốt lại cái người đẹp nhất đó là chị Việt Hương. Trung ơi Trung, em làm ơn sau cái chương trình này em chỉ cái người make up đó giùm chị nha. Đi, nhà, chị tới nhà. Chị tới nhà em, chị tới nhà nó. Bây giờ số tiền của em là 2 triệu đồng, em đã vượt qua một cách dễ dàng. Bạn có muốn đi tiếp không nào Trung? Nếu như bạn đi tiếp theo, bạn thắng thì bạn sẽ có 10 triệu. Nhưng nếu bạn thua, bạn sẽ mất đi 2 triệu này. Em xin thi tiếp mà. Xin thi tiếp. Chắc chắn nha, tự tin nha. Thì hồi đó đến giờ thì người ta đi thi hát, còn em thì sẽ thi hót. Mà hồi đó giờ nghệ sĩ hát lip sync, còn em thì sẽ hót lip sync. Rồi, đồng ý. Đó là tiết mục kế tiếp. Và 60 giây dành cho bạn, bắt đầu. Người ta lên người ta diễn, người ta chà tao lết, còn em không, em chung em không làm những cái điều gì hết. Em tự mở nhạc lên người ta hay ho gì ta không làm, em xấu vô địch mẹ mới đắt. Còn vậy cái người ta cười, mà tất cả khán giả cười. Em lắc một cái cách mà không ai chấp nhận được em hết. Rồi cái người khác người ta cười rần rần ở dưới đây. Chung mà bây giờ số tiền thưởng của em là 10 triệu đồng. Đúng như thế, số tiền thưởng của bạn là 10 triệu đồng. Nếu bạn quyết định đi tiếp, bạn sẽ có cơ hội nhận được 20 triệu đồng. Hãy suy nghĩ đi nào. Em xin được thi tiếp một vòng kế tiếp nữa. Cái vòng kế tiếp này thì có thể là hai anh chị sẽ không cười, nhưng mà nó là một cái mà em muốn gửi đến vị chị Việt Hương. Đợi tư. Tôi yêu cầu chính thành. Anh phải nhai cái ly, anh nhai cái sổ cái gì lại để anh có cái động cơ động lực nha. Anh bấu víu tôi, anh cào cấu tôi, anh cười, anh cào cấu tôi trong khi người ta làm nhục tôi mà anh cười, anh cào cấu tôi. Không vui. Biết sao mà tôi có một cái cảm tình riêng đặc biệt với những cái người mà có trình độ thẩm thấu được cái sự xấu của chị Việt Hương đó tôi. Mà có thể mà mang lên một cách duyên dáng là tôi mê đó. Bạn biết sao? Tại vì cái hài của bạn không cố gắng. Quan trọng là tôi hiểu được cái điều là nó không cố gắng. Nó đến một cách rất là tự nhiên, nó len lỏi vào trái tim người ta thì tôi thích cái điều đó. Cố gắng lên nha. Rồi bây giờ thì bạn sẽ đi tiếp. Và khán giả ơi, hãy cổ vũ cho bạn ấy nào. 60 giây dành cho bạn, bắt đầu. Mẹ hả? Con Liễu ở nhà kế bên, nửa đêm nó dọn nhà bỏ trốn rồi mẹ ơi. Hai vợ chồng con Liễu mà hay gây cãi với con đó. Đúng rồi, bây giờ nó gây cãi với con không cãi lại, mà mỗi lần nó cãi con sẽ mở hài cho nó nghe. Mỗi lần nó cãi con sẽ mở hài cho nó nghe. Hài gì mà hay quá vậy hả mẹ? Mẹ nghe nè. Là bất ngờ, bởi vì cái chiến thắng này á, không biết gọi là do bạn hay là do chị Việt Hương nữa. Của tôi á. Nhưng mà rõ ràng đưa vào rất là thông minh, đưa cái phần trình diễn của chị Việt Hương lồng vào rất là duyên dáng, đúng không ạ? Bạn thông minh. Thông minh. Đơn giản là bạn thông minh, bạn đã lấy cái của tôi để làm cho bạn. Mọi người đã lên một cái chương trình gọi là thách thức danh hài, mà bạn đem một cái người danh hài ra buộc lòng khán giả phải yêu thương bạn, phải cười bạn thôi, vì cái sự gào của tôi nó khủng khiếp quá. Tôi xin lỗi là khi tôi nghe lại tôi cũng thấy khủng khiếp thiệt. Tôi hỏi bạn nè, cái gia đình con Liễu nó dọn đi đâu rồi? Bị thổi tung chưa? Hả? Dạ. Tại sao gia đình người ta yên ổn, bạn mở tôi lên làm chi để cái gia đình người ta dọn đi luôn? Tội người ta quá. Tôi tới tôi quỳ tôi lại, tôi xin lỗi, tôi thề không bao giờ chửi nữa.
gia đình Liễu nó dọn qua quận 11 rồi chị, mà khi biết chị đi Mỹ thì nó dọn về quận 10 lại rồi chị. Nhà bà quận 10. Trời ơi, vậy là em Trung em có nghiên cứu chị tôi luôn hả? Vậy là nghiên cứu về cuộc đời tôi luôn luôn đúng trời không? Trời ơi. Như vậy là bây giờ bạn $20 triệu. Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Em xin thi tiếp vòng 4 này. Và em nghĩ là vòng 4 này chị Việt Hương sẽ cười và em sẽ trả thù cho chị. Dạ, cảm ơn em. Cái gì? Em nói cái gì hả? Gán rồng đi cơm. Vậy là Trung sẽ quyết định đi với vòng 4. Nếu như Trung chiến thắng, bạn sẽ có số tiền thưởng là 40 triệu đồng. Cái này mới đúng nghĩa là thách thức giành hài. Và chúng ta cùng xem Trung sẽ giúp cho chị Việt Hương trả thù như thế nào. 60 giây dành cho bạn, bắt đầu. Đêm nay nữa là đã 3 tuần trăng, ta bị giam trong lãnh cung lạnh lẽo. Chị Hằng ơi, ở trên cao chị có thấu cho chăng? Cũng chỉ vì nhan sắc của em quá đổi, qua nhường nguyệt thẹn, nói ra không nổi nè. Ôi, chắc cũng tại vì em quá đẹp. Ai ối đó. Ôi, chắc cũng tại vì em quá đẹp nên chị Việt Hương mới bày mưu tính kế để hãm hại em, không cho em làm bạn gái của anh Trấn Thành. Ôi, chắc cũng tại vì em quá đẹp. Tán rồi. Tôi chưa cười, tôi áp lòng rồi, tôi đập bàn rồi, tôi không cười. Tôi nghe cái câu bạn gái tôi đập bàn, tôi không cười.